Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với Tiểu Yêu Tâm Đạo. Và ngày hôm nay thì chúng ta có một cái tính năng mới, đó chính là tông môn tỷ thí. Thì bây giờ mình sẽ review cho anh em về cái tính năng mới này nhá. Đầu tiên anh em cần phải lưu ý về cái mốc thời gian diễn ra cái hoạt động là từ 12 tháng 7, tức là ngày hôm nay từ 0 giờ là có thể chơi được rồi. Và đến ngày 14 tháng 7 lúc 10 giờ là sẽ kết thúc. Nên là anh em lựa thời gian mà chơi nhá, nhiều ông là hay quên lắm đấy. Phần quà này thì rất là nhiều cái pháp bảo anh em ạ, có thể là tùy chọn được luôn nhé. Và có thêm khá cái la bàn tầm bảo. Cái này là một trong những cái tài nguyên mà khó kiếm bậc nhất ở trong cái tựa game này, theo như mình thấy. Nếu như không tham gia hoạt động chăm chỉ hoặc là hạng bét thì kiếm được rất ít la bàn tầm bảo anh em nhé. Và anh em có thể thấy là hôm nay luân hồi điện đây, nó cũng ra cái sự kiện la bàn tầm bảo. Nhưng mà mình làm quái gì còn la bàn tầm bảo nữa mà chơi, vừa mới chơi tuần trước rồi. Thôi có bao nhiêu xả bấy nhiêu thôi anh em ạ, không trông mong gì nhiều ở cái sự kiện này đâu. Khó kiếm lắm đấy, anh em phải chăm chỉ cái cốt một tí cơ. Ok đấy, chiêu mộ đến 11 phát thôi. Thế thì bây giờ chúng ta cần phải làm gì đây? Đầu tiên là có mấy cái gói này thì anh em cứ mua hết những cái free nha. Nếu như anh em nạp thì cứ lựa ở đây theo kinh tế mà nạp thôi. Còn mình thì mình chỉ chơi miễn phí. Đấy, gói video cổ vũ có thể tháng thì làm nó khá là nhanh. Tiếp theo là anh em sẽ focus vào trong cái phần nhiệm vụ thành tựu. Đấy, quan trọng là bồi dưỡng đệ tử này. Ốt tùng môn nhà nó, cay thực sự luôn. Đây, ngày hôm qua hôm kia vừa xả hết tất cả những cái thể lực ở đây, mình tích cái quà này, vừa mới xả ngày hôm qua hôm kia ra. Đêm nay ra sự kiện tông môn tỷ thí. Ôi giời ơi, cay thế nhỉ. Bây giờ tu luyện thôi anh em, sau tu nha. Ít xài. Đấy, tiếp tục cho bạn này xuất sư một cái là mình sẽ đạt những cái điểm thành tựu thôi. Rồi, ok nhá. Con sen của mèo, ôi cái gì đây, cấp tông môn lên rồi này. Ngon quá, bây giờ mới lên được cấp 14. Anh em nào chăm chỉ có thể là bây giờ đã lên được 15, 16 rồi nha. Rồi, yêu thú tiếp tục nha. 4 con. Ok. Đấy, tiếp tục là tu luyện nha, bổ sung thể lực, nhưng mà có bao nhiêu thì bổ sung mình nhiều cũng được à, để cho nó hồi đã, sau đấy thì mình sẽ bổ sung sau. Còn bây giờ vào đồng hành anh em ơi, đồng hành thì chắc là phải đồng hành mấy cái bạn cùi bắp mới thôi, chứ biết làm sao bây giờ, mấy con này cũng cùi mà, thế cho nên là mấy lười vứt ở trong bang anh em. Ôi thôi chết thôi, bang này phản công đồng hành bừa đi, anh em nào vứt vào đấy cho mình đồng hành chung với nha. Ơ đừng chửi mình nha. Ok, u 16 đào ngon thế nhở. Bú 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 bú. Ôi hết rồi, đồng hành server cũng hết luôn, liên server hết sạch xanh chỉ định cũng có luôn này. Nhưng mà đây là tôi xong rồi, còn mấy em này nữa. Thì đây, tông môn tỷ thí của mình xem là những thành tựu gì rồi. Đầu tiên là bồi dưỡng đệ tử 100 lần là ok này. À, 200 lần cũng ok luôn rồi này. Mình sẽ có thể nhận được thêm mấy cái quả này, cộng thêm là cái mảnh để có thể nhận được tinh quái tím anh em ạ. Nhưng với tím thì nhìn chung là mình chỉ thấy có mỗi em bảo khí các chủ ở bên liên bạo là ngon, chứ còn mấy em khác thì cũng bị càng. Ủa sao nó có chấm đỏ đây mà ấn vào không thấy ta. Đây, mức tăng thuộc tính linh ngộ là 31,1% nha. Hạng của mình là 90, do là hơi ít quả. Bây giờ ra xả tiếp xem như thế nào anh em ạ. Tông môn. Đấy, bổ sung thể lực xem nào. Đứa thôi cũng được. Đấy, dùng thôi, tu luyện tiếp. Em con này xuất sư thì được cái gì nè. Hình như là mỗi một lần này là nó tính tiêu thể lực này, là nó tính một lần ở trong cái thành tựu đấy anh em ơi. Rồi, mỗi lần đánh này là mình mất 5 thể lực đúng không? Thì hơn 200 mà chia cho 5 là được bao nhiêu lần nhỉ? 40-50 lần rồi đấy. Ok, yêu thú này, đồng hành xem nào. Còn ai đồng hành đúng không? Bang đi. Đây rồi, mày quá anh em ơi. Con này là con cái, cho nên nó có thể đồng hành được với mấy con đực ở đằng kia. Server, ui ngon. Cứ tạm tạm đấy đã, quay trở lại xem là làm thêm nhiệm vụ thành tựu. Nó cũng có luôn này. Tuyệt cả là ô, bồi dưỡng đệ tử 400 lần. Hả? Sao nhanh như 600 lần luôn đấy. Ảo ma Canada rồi đấy. Cái cơ chế tính điểm đây hơi ảo ma Canada, chưa loát kịp anh em nhé. Dù xả có ít thể lực thôi nhưng mà lại được rất là nhiều điểm. Thì anh em lưu ý cái điểm đấy nha. Rồi, thế thì mình sẽ tiếp tục xả thêm cho một đứa nữa đi. À, nếu như không đủ 4 đứa thì anh em cứ dồn một đứa mà xả thôi. Mình thấy là mấy con mà cái thì dễ đồng hành hơn, bởi vì trong server nào tỷ lệ ra mấy con đực nó nhiều thế nhỉ. Âm thịnh dương suy với trưởng ra dương, à dương thịnh âm suy với trưởng anh em ạ. Rồi xong nha, đi đồng hành luôn này. Ngon quá. Mấy con xanh thì chắc anh em cũng chẳng quan trọng lắm đâu nhỉ. Đấy, thành tựu lên ngay. Rồi, thế thôi, đơn giản là cái sự kiện tông môn tỷ thí nó là như vậy anh em nhé. Thì dành cho những anh em nào mà chưa biết
thì nhớ vào đây để chơi cái tông môn tỉ thí nha. À đấy, mình quên mất chưa khoe anh em nhá, hôm qua vợ mình chơi cái đại hội luyện khí căng đét luôn 11.244 điểm nhá. Đấy là còn chưa thèm chơi lại, đấy là gọi là cái mức lịch sử cao nhất thôi. Còn đến lúc mà nó bị hết cái đây không thể nào mà đi được nữa thì vợ mình dừng lại luôn, chả thèm chơi lại lít gì nữa. Thế cho nên là điểm tổng của nó là 11.244 và điểm cao nhất lịch sử cũng là 11.244 luôn. Anh em thấy ui không? Ghê phết ấy, chơi ra gì vào này nó lại không đùa được anh em. Ra man thực sự luôn, khả năng mình phải training cho chơi quả tiểu yêu tầm đạo này cùng anh em mới được. Đấy, tiếp theo thế nào? À đây này, tầm bảo bí cảnh hôm nay vẫn còn một số cái tầm bảo nốt để xem là có được cái gì không nha. Bắt đầu mấy cái vòng này thì to dần đều ra này. To dần đều ra, không còn one shot one kill nữa anh em ơi. Nhiệm vụ bí cảnh này, anh nhận luôn. Một củ cà rốt. Khoải lắm anh em ạ, 65 trên 72. Mốc 72 là được cái gì nhỉ? 72. Úi dồi ôi, 72 khoai lắm, chỉ được mỗi cái này thôi chứ còn quà trong này thì chưa đạt được anh em ạ. Còn lâu lắm thì mới đạt được cái skin. Ở đây vận may thì hôm nay nhiệm vụ là cái gì đây? Vận may là liên quan đến linh thú à? Ok đấy, mình chặt cây 500 lần cái đã nhá. Choáng này. Ok, mình đang ở âm thân đúng không? Tiếp tục là build phải choáng lên thôi. Cố lên, cố lên, cố lên. Nào, thế thì đi làm nhiệm vụ linh thú rồi nhỉ. Linh thú thì sẽ phải có chiêu mộ mấy con này này. Hai em này. Làm mới một phát này. Ta thanh long à? Ôi chẳng lấy thanh long đâu. Ôi được chú tước thôi anh em ơi. Bắt thêm con nữa nè. Linh thú, phải nâng cấp nó nữa. 1, 2, 3, 4 và 5. Rồi luôn, nhiệm vụ vận may. Búp. Đấy. Còn hai cái lần đấy nữa, tức là chặt cây 500 lần thì mình sẽ có đủ 10 lần. Cứu phát ở đây biết đâu ra linh thú đỏ lấy luôn chú tước thì lại ngon lành quá anh em ơi. Nào, tiên duyên này. Ơ nhận luôn, 50 người linh thạch. Bú 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 bú. Trong lúc chờ đợi thì mình cũng sẽ đi chiêu mộ nốt mấy cái lần free tinh quái các thứ nha anh em. Triệu hồi nè. Ôi chết rồi, quên. Đây chứ. Đây chứ. Và thần thông nữa anh em ạ. Thần thông thì bây giờ lại tích lũy lại được rồi anh em nhá. Ôi dồi ôi, phải phết lại không đùa được. Tài free thôi. Một phát. Hai phát này. Ba phát này anh em ơi. Ồ, dừng chặt cây rồi à? Thế là vé khiêu chiến đấu pháp đã đầy thì bây giờ mình sẽ đi chiến thử một tí nha. Trong lúc chờ đợi đấu PK thì anh em nào đang cần tìm giả lập chơi game trên PC thì nhớ tải ngay LD Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhá. Và cuối cùng thì cũng đã chặt xong 500 lần rồi anh em ơi. Cố lên nào Dương, pet đỏ đi. Ui giời ơi, đen quá anh em ơi. Ok, thế anh em nhớ ấn đăng ký kênh cũng như ấn like video để nhân phẩm bùng nổ. Đừng đen như mình ngày hôm nay nhá.